Let's put the energy gun to the test. The world of flames is my domain. Okay, hey, yo xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của KWG. Chào mừng các series hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chơi các bộ cờ ở trang MOBA.3333.GS nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến các bạn một bài đánh liên quan đến con Tha, Tha Skill 3 nhé. Và bài đánh mà mình muốn hướng tới á, thì sẽ là một bài đánh cơ bản đơn giản thôi. Mình đã từng làm ngày xưa rồi. Và bây giờ thì mình quay trở lại và mình làm thêm một lần nữa để cho các bạn coi ha. Thì cái bài đánh mà mình muốn hướng tới á, ở trong ngày hôm nay á, sẽ là bài pháo thủ. Pháo thủ có thể là đi với đặc nhiệm, khả năng cao. Tại vì pháo đơn nhiệm thì các bạn biết rồi, pháo thủ nó có đam, đặc nhiệm thì nó có làm choáng, thì nó sẽ là một cái hệ combo rất là đẹp luôn. Đó là cái sẽ là một cái hướng để cho các bạn có thể chơi được ở những cái giai đoạn đầu á. Pháo thủ đặc nhiệm kỷ nguyên ha, đó sẽ là bộ đội hình mà mình chơi. Mình sẽ cố gắng mình lên, nếu như mà lên được cộng với con Tha nữa thì sẽ có một dàn tướng 3 sao. Thì dàn tướng mà giống kiểu Cloud 3 sao lên nó sấy thì uy tín lắm, nó sẽ đủ đam để cho các bạn có thể gọi là hạ gục đối phương ha. Còn ngoài cái con Cloud ra thì còn những cái con khác nữa, giống như là kiểu con Ben cũng được nè, hay là nói chung là Jimmy rồi đó cũng được nè. Nói chung mấy con đó mà nó lên 3 sao thì nó đều có đam, đều có sát thương hết ha. Nó mà rảnh rảnh thì thêm cho nó gọi là vô cái gọi là giác đấu, cho nó một ngọc giác đấu thôi là đủ rồi. Tại vì trong cái bộ pháo thủ kỷ nguyên này á, thì có một con giác đấu sẵn là con này. Còn cho hết thì bạn cho Cloud cầm kiếm giáp Cloud, bây giờ cứ nghĩ đơn giản Cloud 3 sao là chắc chắn có rồi nè. Ngọc giác đấu kiếm giảm sao thì gần như là chắc kèo nằm trong top 4. Còn top 1 thì nó còn tùy vào đối thủ của mình nữa các bạn ạ, chứ không phải là muốn top 1 là sẽ top 1 được ngay ha. Nó còn tùy vào đối thủ chơi như nào nữa cơ. Thì mình sẽ roll nhẹ một hai cái bóng cái nhé, để cho nó ra mấy cái cộng hưởng xung quanh nữa này. Thì chúng ta sẽ giống như này, mình sẽ có thêm con Layla 2 sao nữa, nó sẽ chắc suất là mình sẽ win hơn. Thì đằng nào thì mình cũng đang ở trong cái chuỗi win á, cho nên là mình cứ chơi thoải mái thôi. Mấy chị chơi bán máu rồi, hai ba đứa bán máu, mình thích chơi kiểu này lắm nè. À vậy con Tha Skill 3 á, bạn biết không, con Tha Skill 3 thứ duy nhất mà nó sợ á là sợ gặp những cái thằng chơi đầu game, sợ những thằng chơi tinh linh để rồi nó diệt mình trước khi mình nuốt. Tại vì con Tha Skill 3 đầu game là coi như mình chấp, coi như là mình không có dùng tới con Tha luôn. Khi nào bạn lên cấp độ 8, khi nào bạn nuốt cửa hàng thì cái lúc đó con Tha Skill 3 nó mới phát huy được tác dụng cơ. Và được một cái là khi mình chơi cái đội hình này á, là một lát nữa mình sẽ có tiền nhờ viện tây, nhờ kỷ nguyên thì chúng ta sẽ có tiền nha, mình sẽ có tiền để chúng ta sử dụng. 20 tiền rồi, ok, giữ lại luôn nha, giữ 20 tiền lại luôn. Viện Tây, kỷ nguyên, pháo thủ là những gì mà chúng ta sẽ chơi ở trong cái clip ngày hôm nay, cộng với cả là đặc nhiệm. Lên được 6 đặc nhiệm thì cũng tốt, còn không thì 3 đặc nhiệm. Nếu như mà đặc nhiệm mà nó không ra tinh khí ngon á, ra cái tinh khí mà ngon nhất ở trong cái dàn đặc nhiệm á, thì đi theo cái hệ phụ trợ sẽ là cái tinh khí cộng thêm một con tướng đặc nhiệm. Nghĩa là chúng ta thay vì có hai con đặc nhiệm ở hai con robot thì nó sẽ thành là ba con robot, thì đó sẽ nó sẽ ngon hơn. Một con robot này nó sẽ là choáng 2.5 giây, thì ba con robot là choáng 7.5 giây, là gần 1/4 thời gian của trận đấu rồi. Thời gian trận đấu là 40 giây, thì bạn nhìn sơ là như vậy, là coi như là 1/3, 1/4 thời gian của trận đấu là tụi nó bị choáng, mà choáng cả team nha, choáng cả bản đồ luôn, chứ không phải choáng một thằng là nó sẽ rất là lợi, nó sẽ rất là lợi. Hồi mình đang chuỗi thắng nhé, mình gặp ngay cái thằng pháo thủ kiếm khách này đi vậy. Nó cũng xài hết tiền luôn bạn, đó mình sợ mấy cái này này, năm tướng này vừa xài sạch tiền luôn, nó bào máu mình. Mình thì mình sẽ không có xài sạch tiền đâu, mình sẽ chơi vừa phải thôi. Và đi pháo thủ đặc nhiệm thì cứ mua Layla nhé, cứ mua Layla về. Có con Cloud phía dưới này lẫm con Cloud luôn, không có thôi. Kiếm nhầm sao được, nhưng mà không có thì chắc có lẽ là sẽ lấy quyền trưởng hết rồi. Pháo thủ đặc nhiệm hay pháo thủ chim tinh? Pháo thủ chim tinh thì lại tham lam quá bạn. Pháo thủ chim tinh thì nó cần nhiều slot lắm, như là nó sẽ không có hợp để đi cùng với cả là cái con này, cùng với cả con Tha Skill 3. Tha Skill 3 là chơi ít slot thôi, nhiều slot quá khó chơi. Yeah. Là mình không có chơi nhiều slot được. Chỗ này thì chắc có lẽ là roll cái đi ha. Rồi kiếm thêm một con viễn tây. Viễn tây anh đút. Yeah. Nếu như thua thì cũng lắm mình bán hai con này đi, bán hai con đặc nhiệm đi, tạm thời chưa có lắp đặc nhiệm nên tạm thời có thể bán được. Rồi thêm một miếng tay vô, mong là sẽ thắng bạn. Có thể là như cái viên trường hả, mong là sẽ hạ được cái con Saber. Ui nên con Saber là con đặc nhiệm hả? Bên này chơi thì cũng hình như đặc nhiệm cùng pháo thủ đặc nhiệm á. Hồi chắc con chơi pháo thủ nhiệm, nó mà không nuốt Saber là tôi lẫm Saber trước rồi. Bắn Saber đây, đúng rồi, bắn con Saber á. Lấy con Saber lấy tiền thì tính sau, thua cũng được nhưng mà phải lấy được tiền của con Saber.
Phải hà đi con Saber trước rồi tính sau. Bắn Saber đi bạn. Lại là ráng lên cái nữa. Trời ơi chán thiệt. Nó có con đặc nhiệm nó nuốt vô bạn thấy không? Chơi cái biển tay dở lắm luôn á thề. Nó mà cái kỷ nguyên là nó uy tín à. Cái kỷ nguyên là uy tín biết bao nhiêu thì cái biển tay nó chán bấy nhiêu luôn. Lúc được lúc không à. Lại là sắp 3 nha. Cho hết lên được 3 sao thì càng tốt. Bạn mình giữ lại mình chơi luôn. Rồi lại là thiếu con à. Đặc nhiệm Rafaela. Cho hết thêm một con bạn ơi, cho hết thêm một con. À quên, cho Layla thêm một con nữa là Layla 3 sao. Đó, thì Layla 3 sao rồi một lát nữa mình nuốt cửa hang thì nó sẽ uy tín lắm. Đội hình nói chung là chơi pháo thủ viễn tay lúc nào cũng vậy. Bạn roll được, bạn sẽ lên được những con tướng 3 sao rồi là nó không có bị ngốn cái slot cờ của mình nữa. Rồi, họ đừng có hất con đó nha, đừng có hất con sói đi nha, để cho con sói đứng đó đi. Cho ông cho hết ông hất sói đi, cái đánh mấy con khác cái nhiều khi không hạ được sói, cứ ngồi cười luôn á. Rồi ok, hạ được sói nè, chúng ta sẽ có tiền nè. À, lấy cái này trước đi. Sau có gì bán Rafaela luôn được nha. À, Rafaela bên đặc nhiệm thì mình cũng chưa cần vội bạn. À, có thể bán được. Hồi nãy mình không mua sớm á thì mình có thể có rồi nhưng mà thôi không sao. Thì mình cũng không có cần phải có sự xuất hiện của Rafaela ở thời điểm hiện tại á. À, sẽ chơi về biển tay máy thôi, còn đặc nhiệm thì từ từ. Tới cuối game mình từ từ mình lắp mấy đặc nhiệm vô cũng được, không có cần phải vội trong cái chuyện đó ha. À, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục roll cho mình những con pháo thủ, roll cho mình những con Layla rồi đó. Rồi Layla 3 sao tiết kiệm được một slot tướng rồi đó. À, chưa gì là thấy Layla 3 sao là thấy vô bài rồi đó. Rồi sau đó chúng ta có thể thay vì roll tiếp thì bạn có thể up cấp. Chỗ này mà phải mà có một con ít bóc thì ngon nhỉ. Không có ít bóc, còn ít bóc là vô bài. Tháo giác đấu ra để giác đấu là nó vô tinh khí giác đấu á. Tinh khí của mình cần phải lấy lên tinh khí pháo thủ bạn. Pháo thủ, trong pháo thủ ngày xưa có một cái pháo thủ chí mạng rất là ngon, cái pháo thủ sấm rất là ngon. Bây giờ thì cái pháo thủ nó cũng dở dở rồi, nó cũng hết ngon rồi, bớt rồi. Lấy đồ đam nhé, thay vì lấy băng thạch lấy đồ đam. Lát nữa có gì thêm đam vô. Lại là bốn chí mạng, bốn pháo thủ này, lại là bốn pháo thủ 3 sao này. Bắn đầu lắm bạn, bắn đầu lắm. Nhìn nó vậy thôi chứ nó bắn đầu lắm. Pháo thủ lửa thì sau 5 đòn đánh thường thì đòn đánh tiếp sẽ gây sát thương. Rồi, nói chung là rất hợp với lại con Glau nhé. Glau cầm pháo thủ lửa thì anh em biết rồi. Nó xoáy nhanh thì nó sẽ có thêm khả năng. Nó sẽ có thêm khả năng tăng thêm lượng sát thương cho team mình. Rồi, ok, vậy đi. Hai con chó hét ngon lành luôn bạn ơi. À, có hai con chó hét quá ngon luôn, chó hét sắp 3 sao luôn rồi. Pháo thủ viễn tay nếu như được á, thì đi pháo thủ viễn tay, pháo thủ đặc nhiệm cuối game sẽ bỏ viễn tay luôn, không có chơi mấy con viễn tay nữa, tại do khi bạn nuốt cửa hàng rồi thì viễn tay nó không có giá trị nha. Mình sẽ nuốt để mình lấy mấy con đặc nhiệm cho tụi nó lên sao cũng được, còn không thì bạn chơi pháo thủ giác đấu cũng được. À, 6 con pháo thủ là được, 6 con pháo thủ cộng với 4-5 con giác đấu gì đó cũng được. Không cần thiết phải full giác đấu, 4 giác đấu thôi cũng đủ rồi. Nếu như có ngọc giác đấu thì mình đi chuyển sang chơi pháo thủ giác đấu là uy tín, là ngon. Tại à, vì nó dính con chơi hết của mình 3 sao rồi, nó không có bị ngốn slot nữa. À, thì nó sẽ tập trung, nó nhả cũng lâu hơn. À, khi lâu lên 3 sao rồi nó dính pháo thủ, nó dính giác đấu vô thì mấy bạn biết rồi, sức mạnh nó nằm đâu ha. Không cần phải nói nhiều làm gì về cái sức mạnh của nó nữa, thì mà ai cũng biết tới khúc đó là ai cũng biết là cái bộ pháo thủ đó nó sẽ rất là khỏe luôn, tại Glau nó 3 sao bạn ạ. À, cái vấn đề lớn nhất là nằm ở chỗ là con Glau của mình nó sẽ 3 sao. Rảnh thì cứ roll kiếm con gọi là ấy, còn không thì bạn thích up cấp được, kiếm con cho hết lên 3 sao nè, con Kimmy lên được nè, con sói lên được nè, đó mấy đó sẽ cho lên 3 sao thì tới cuối game không cần cũng ban luôn. À, chơi đội hình pháo thủ biển tay thì bạn được quyền roll nhé, bạn được quyền roll. Roll mạnh đi cũng được, còn không thì khỏi roll cũng được, tùy mấy bạn nha. Này thì tùy thôi, roll thì chúng ta sẽ có cơ hội để kiếm mấy con kiểu cho hé cho kìa, với lại mấy con kiểu ít bóc á. Một con ít bóc thôi là đủ rồi, cho hé sắp ba rồi, thiếu con nữa. Kimmy rồi, cái này cho nó 2 sao được rồi, không cần phải 3 đâu. Đấy, ít bóc này nào, cho hết 3 này. Thấy giờ chúng ta sẽ có thêm tiền mà. Nó cũng là ấy nhưng mà mình sẽ có thêm tiền rồi, cho hết 3 sao. Cho hết 3 sao, lên 3 sao, tiết kiệm được 2 slot. À, nói chung là chúng ta sẽ có ít nhất là 2 con 3 sao rồi đó. À, bạn roll giai đoạn đầu nó khỏe lắm. Rồi chúng ta sẽ rơi tướng 3 tiền xuống rồi chúng ta sẽ có tiền mà chơi. Nhờ cái kỷ nguyên, nhờ cái miệng tay nó sẽ bao tiền giùm mình. À, lát nữa mình sẽ up cấp lên. Bây giờ thì con cho hết của mình nó lên 3 sao rồi thì chúng ta có thể bắt đầu up cấp được rồi. Cho hết cộng với Layla 2 con 3 sao rồi.
không cần phải giữ nữa. Up cấp nó lên để làm gì thì anh em biết rồi. Để chúng ta kiếm mấy con Claw. Một con, hai con nữa thôi. Rồi sau đó tiếp tục roll nhé, chứ không có nuốt luôn. Nói chung là cũng chưa có nuốt vội. Chưa cần nuốt. Và bạn để cách bạn để trăm này thì bạn roll thì nó sẽ có 40% xuất hiện Kimmy. Kimmy với lại con sói. Nếu như bạn thích thì bạn có thể để đây bạn roll để kiếm sói, kiếm Kimmy cũng được. Nếu như thích thì có thể dùng để như vậy để kiếm sói, kiếm Kimmy. Còn không thì bạn up cấp lên thì nó sẽ có khả năng xuất hiện con Claw cao hơn. Sau cùng thì đam chính của mình vẫn là Claw mà. Còn cái dàn kỷ nguyên dàn miễn tay này là để gọi là kiếm tiền thôi. Đó, chơi rất là đơn giản ha, chơi rất là đơn giản và rất là dễ hiểu, không có gì khó khăn hết, ai cũng có thể chơi được. Lát nữa thì mình sẽ gắn cái tinh khí này cho Claw. Claw sẽ là người cầm cái tinh khí lửa đó nhé. Cứ Claw sấy một lượt là nó nổ ra 3-4 lần á. Tại một phát bắn của Claw thì bạn biết rồi, sấy cái động lực công phá đó, nó sấy ra một phát là rất là nhiều đam luôn. Nó chỉ cần 2 sao thôi là đủ để gánh team rồi đó. Rồi sau đó chúng ta có thể roll tiếp, có thể nuốt cửa hàng cũng được. Bây giờ thì cái sự khác biệt giữa cái bộ pháo thủ biển tây kỷ nguyên đi với con Thai Skill 3 ở chỗ là bạn không cần phải nuốt vội. Bạn không cần phải nuốt sớm. Tại sao không cần phải nuốt sớm? Tại vì bạn có tiền, nhờ biển tây, nhờ kỷ nguyên bạn sẽ có rất là nhiều tiền là đằng khác. Thì khi có tiền thì chúng ta sẽ làm gì? Khi có tiền thì chúng ta có quyền roll. Và roll miễn sao mỗi lượt bạn roll mà nó rơi khoảng tầm 3 con thôi, mình lấy được khoảng tầm 3 con cờ thôi là nó sẽ bằng với cái việc là bạn nuốt cửa hàng. Nhưng mà mỗi lượt nhiều khi bạn roll được 5 con, 6 con là bình thường. Chuyện đó hết sức là bình thường. Ngọc pháo thủ. Ngọc pháo thủ để tiết kiệm được thêm một slot pháo thủ. Ngọc giác đấu ngon vậy. Rồi lẫm à. Nó mong lẫm anh tôi lẫm ngọc giác đấu rồi đó. Thế thì chúng ta sẽ lẫm ngọc pháo thủ vậy. Mình tính lấy ngọc giác đấu cho Claw á. Nên ngọc giác đấu chứ không lấy ngọc pháo thủ đâu. Thằng kia lẫm mất ngọc pháo thủ á, ngọc giác đấu á, chứ không mình tôi lấy ngọc giác đấu vô nữa, vô bài luôn. Vậy thì chúng ta sẽ có 6 pháo nha. Thì chỗ này chúng ta sẽ có 6 pháo này. Up cấp lên là sẽ có 6 pháo này. Đây, thêm này cho nữa 6. Ngọc pháo thủ chân này, đúng rồi, hợp lý. Chân cho hết cấp ngọc pháo thủ bạn. Rồi, chúng ta sẽ có 6 pháo như này nhé. Đơn giản, cơ bản, dễ hiểu. Không có gì gọi là cầu kỳ hoa lá hòe dưới chân á. Rồi, nó sẽ rơi con tướng 4 tiền xuống cho mình. Mình sẽ đem bán. Đặc nhiệm thì lên cũng được, không lên cũng được, không có vấn đề gì hết. Không có bắt buộc phải lên ha. Nếu như mà có một cái tinh khí đặc nhiệm chỗ này thì lấm tinh khí đặc nhiệm. Còn tinh khí viễn tây với lại tinh khí kỷ nguyên là thôi bỏ. Hai cái đó thì mình không cần. Nên là bạn nên lấm tinh khí đặc nhiệm hơn. Tại sao thì anh em biết rồi. Tại vì là đặc nhiệm, trong đặc nhiệm thì có con nào 5 tiền, con sạc lợp 5 tiền nha. Thì lát nữa mình kiếm con sạc lợp cho mình nuốt. Cho con sạc lợp vô cho nó gây đam để con sạc lợp. Nó 3 sao lên là nó uy tín lắm. Nó cũng dữ dằn lắm chứ mà nó dạng dừa. Nên là mình có thể chơi được. Đó là mình ưu tiên lấy tinh khí đặc nhiệm hơn á. Còn không thì bạn lấy tinh khí đấu sĩ. Lấy tinh khí đấu sĩ về. Thì thật ra thì tinh khí đấu sĩ bây giờ muốn chơi tinh khí đấu sĩ thì cũng không ngon. Trong gian pháo thủ rồi nó không có liên hệ gì với lại đấu sĩ hết trơn á. Lấy tinh khí đặc nhiệm thì anh em biết rồi. Lý do thì đặc nhiệm thì chỉ cần có đặc nhiệm vô mà đặc nhiệm xin xíu tôi đẩy sang đi pháo thủ đặc nhiệm mà. Mới đầu là mình tính đi pháo thủ đặc nhiệm mà. Rồi, sói lên 2 sao. Kiếm con Claw nha. Viễn tay thì cứ để đó cho nó kiếm tiền đã, lát nó tính sau. Xong rồi mình sẽ tháo ra nha, mình sẽ tháo viễn tay ra. Giữ cái kỷ nguyên lại thôi. Xong rồi kỷ nguyên mà nó rơi tinh khí kỷ nguyên thì ok, mình giữ đó mình chơi luôn. Tới cái lúc mình nuốt cửa hàng thì kỷ nguyên nó mới phế mẹ. Nên là cái chuyện có kỷ nguyên thì không thì kiếm thêm con Nata. Nếu mà cái tinh khí kỷ nguyên thì ta kiếm thêm con Nata cũng được. Thì đằng nào cho hết là nó 3 sao rồi, nó sẽ không có bị chiếm slot nha. Còn ít bóc thì nó dính bên pháo thủ thì mình có thể giữ con ít bóc mà chơi được. Nó dính bên bộ pháo thủ không cần phải bỏ. Bây giờ mình thêm một tinh khí kỷ nguyên thì thêm con Nata vô là sẽ có pháo thủ kỷ nguyên. Đó là pháo thủ kỷ nguyên thì anh em có thêm một con gây đam, có thêm một con gây đam là con Nata vậy thôi. Nhưng mà đi cái bộ mà đi với con Thai Sự Ba này sẽ có rất là nhiều cách để cho bạn chơi, rất là thoải mái luôn. Anh thích chơi kiểu nào cũng được. Nó không có bị gọi là bó buộc ở trong một cái kiểu đánh nhất định á. Và đội hình mình thì rất là uy tín, tại vì nó 3 sao. Một hồi nó sẽ 3 sao hết. Nó sẽ cần thời gian thôi. Và thời gian thì mình có để mình cho nó. Mình sẽ có thời gian để mình cho nó thoải mái trong cái chuyện rơi tướng. Claw nè. Claw thì bỏ con sói nha, bỏ con sói. Ít bóc thì mình sẽ giữ mình chơi. Đúng rồi. Để mình nói là mình chơi cái gì ta? Pháo thủ kỷ nguyên nha, pháo thủ kỷ nguyên bỏ viễn tay ra. Đánh viễn tay chỗ này thì nó không có liên quan. Đánh viễn tay chỗ này thì thằng viễn tay nó không có liên quan. Thằng viễn tay là nó không có giá trị gì cái chỗ đánh quá hết trơn á. Nên là không cần thiết phải giữ nó làm gì. Sau lần này thì mình sẽ up cấp độ 8 nha, up cấp độ 8 roll Claw cho nó dễ. Chúng ta sẽ để danh tiền chúng ta up luôn. Up lên cấp độ 8, kiếm thêm gọi là
Vậy thì không cần con anh đút nữa rồi, bỏ anh đút được rồi. Tại do là Cloud với lại con kia là đủ rồi, Cloud với con này là đủ rồi. Thì chúng ta sẽ có ba đặc nhiệm và hai biển tay, hai kỷ nguyên, 6 pháo thủ. Đó, đó sẽ là cái đội hình mà mình có ở thời điểm hiện tại này. Sao đồ chán vậy? Nhân bản. Đồ băng thạch này chán vậy? Cho hết đi, cho hết cao. Rồi chúng ta sẽ lấy cái này về up một cấp. Tinh khí đặc nhiệm đất. Những cái đặc nhiệm thật mấy ông ạ. Rồi lấy đặc nhiệm thôi. Nó không có kỷ nguyên vậy thì đặc nhiệm pháp thủ rồi. Đặc nhiệm đất là cái gì? Đặc nhiệm đất là tướng sở hữu tinh khí thì sẽ được tăng 150% HP tối đa. Vô. Vô đặc nhiệm thôi, giờ sao giờ? Điện tay vô. Rồi. Đẩy sang đi đặc nhiệm nha, pháp thủ đặc nhiệm bình thường thôi. Pháp thủ đặc nhiệm, còn cái kỷ nguyên viễn tay này thì cứ để đó. Rồi, chúng ta sẽ có viễn tay đặc. Dàn dàn pháo thủ, dàn đặc nhiệm mình đẩy lên phía trên. Rồi, rồi kiếm đặc nhiệm ha, rồi kiếm đặc nhiệm. Cloud đặc nhiệm. Đặc nhiệm Saber, nó rơi con Etes xuống mình đem bán là vừa. Rồi, bỏ không cần bỏ cái này, là không cần bỏ nữa, mình sẽ đẩy lên 6 đặc nhiệm luôn. Đẩy 6 đặc nhiệm luôn thì đội hình nó sẽ rất là vô form luôn á. Không cần Cyclop nha, không cần Cyclop. Có Cyclop thì chơi, không có thì thôi. Cái này không có ép. Đó, bây giờ bạn roll, bạn roll trước. Đội hình mình sẽ có choáng được cái thứ ngon lắm. Nên là không có lo ha. Có choáng đặc nhiệm đồ bên kia cho tinh linh. Ái chà. Ái chà. Tinh linh thì hơi gắt nha. Bảo máu mình khá là khét á. Layla đặc nhiệm. À, Layla đặc nhiệm cầm đồ nó không có được thương. Rồi, lắp đồ lại, lắp đồ lại. Tinh linh. Nè, tinh linh đấu sĩ ha. Hồi máu dữ trời, gõ phát hai mấy máu, ghét mang tinh linh ghê luôn á. Thề luôn, bạn ghét mang tinh linh kinh khủng, không làm gì được nó. Ron, đặc nhiệm Cyclop kìa. Linh kỷ nguyên Cloud 2 sao trước nha, Cloud 3 sao nhé. Nói chung Cloud đam chính. Trong cái đội hình này thì con Cloud là con đam chính bạn ạ. Nên là ráng cố gắng đẩy Cloud lên cấp sao sao cao một xíu. Pháo thủ Cloud 2 sao. Pháo thủ kỷ nguyên. Kỷ nguyên thì giữ đó rồi. There's never a final mission. Roll từ từ trước, roll từ từ trước. Rồi lấy một ô, có thể up thêm một cấp cũng được, còn không khỏi up cũng được. Rồi mình sẽ bỏ con à, đúng rồi, mình lấy một ô cộng bỏ con phân cô đi là đủ 6. Thì sẽ có 6 pháo thủ, 6 đặc nhiệm. Đó, 6 pháo thủ, 6 đặc nhiệm để mà chơi. Mà con đặc nhiệm thì cứ một lần nãy thì nó sẽ làm choáng thì rất là ngon mày. Hai lần, nói chung là nó sẽ có khả năng hai lần làm choáng. Không hạ được con linh nha, hạ được con linh ngon rồi. Hạ được linh là thắng rồi. Linh một sao. Alone is another word for splendid. Hai con đó, tính là nãy giờ mình mua được hai con. Thì bạn roll miễn sao một lượt bạn mua được ba con. Đó, cứ quay đi quay lại bạn mua được còn tầm ba con là vô. Bốn con này thấy không? Đó. Mình mua được bốn con rồi, cho nên là roll kiểu này là lời, thấy không? Này nữa là năm con, thấy chưa? Mình sẽ có rất là nhiều tướng để cho bạn roll trong vòng một lượt á, thì đội hình mình nó sẽ lên sao nhanh hơn. Cái kiểu như vậy thì đội hình nó sẽ lên sao nhanh hơn là giống như cái kiểu bình thường khi mà bạn đánh thì nó sẽ bị chậm cái tiến độ lên sao á. Nhưng mà tại vì bạn roll với con Thang skill với lại cái bộ viễn tay này á thì nó sẽ lên sao nhanh. Lên sao đội hình nhanh hơn á, nó sẽ có khả năng lên được nhiều con 3 sao hơn. Đây là mới được có một con đặc nhiệm thôi nha, lát nữa mình sẽ có hai con đặc nhiệm. Bên cái kia chơi đấu sĩ. Trời ơi. Đấu sĩ pháo thủ rồi. Cloud 2 sao thì chưa đủ mày, chưa đủ sức thương. À, Cloud lên 3 sao thì được. Bị thiếu đam nha. Ít đồ đam quá, toàn đồ tăng không à. Lấy ô này. Lấy ô bỏ viễn tay. Kiếm giảm sao. Giảm sao ngon hơn mày, giảm sao ngon hơn.
Chiếu nhân sao ngon hơn. Có gì bỏ con cho hết luôn, bỏ con cho hết. Kéo con cho hết ra ngoài, cất cất tạm bên ngoài đi, chưa chưa xài tới thì có thể bỏ ra ngoài được. Chiếu nhân sao cầu này cầm ngọc pháo, cầm băng thạch. Rồi. Này viễn tay bỏ đặc nhiệm vô. Này này ra. À, sao đặc nhiệm. Ngọc pháo. Ngọc pháo. Này cầm dẫm sao. Rồi, vô bài. Rồi chúng ta sẽ roll hết rồi ta núp ha. Mission confirmed. Wow, I'm a genius. Come at me. Rồi, pháo đặc nhiệm nha, pháo đặc nhiệm. Run hết xong mình nuốt. Đó, bạn run rất là nhiều tướng luôn. À, không có lo là sẽ bị lỗ ha. Run kiểu cái kiểu giống như viễn tây á, nó có nhiều tiền lắm, bạn run thoải mái. Rồi nó lấy được con ít bóc cái nữa rồi ta nuốt. Đây, rồi ta bấm nuốt luôn, nó sẽ nhả 6 con, nó sẽ nhả 6 con cờ. À, bạn mua hết một lượt như này xong bạn bấm nuốt này, bây giờ nó sẽ nhả 6 con cờ cho mình. Đặc nhiệm đất. Rồi, bấm một phát một nó sẽ nhả ra 6 con cờ, đội hình 6 pháo thủ, 6 đặc nhiệm nha và rất nhiều con chuẩn bị lên 3 sao rồi. Đó, nuốt, nuốt nè, bấm hiện ra phát bấm nuốt liền nha. Đó nó sẽ nhả 6 con ra. À mà lấy 6 cờ không? 6 con cờ cho mình. Rafaela ít bọc. Ít bọc này cần. Johnson. Rồi, sắp đối hình lại là được. Đó, thì mình sẽ có một con kim, mình sẽ có một dàn tướng một hồi nó sẽ là 3 sao, rất nhiều con 3 sao luôn là đằng khác nhé. Đội hình của mình sẽ có rất nhiều con 3 sao. Rất rất nhiều luôn, rất rất nhiều con 3 sao ở trong cái đội hình này luôn. Và nó có sau khi con Cloud sấy giảm bớt sao của đối phương xuống thì anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt liền à. À, nó sẽ giảm bước sau. Hồi này tinh khí lửa nha, tinh khí lửa gắn qua cho Cloud nữa, quên đi chứ. Nãy giờ cứ quên cái vụ này hoài. Tinh khí lửa cho Cloud để tăng thêm đam. Hèn gì nãy giờ sao nói, ủa sao nó thiếu đam. Ở đó, mình không thua đâu, mình không thua được đâu bạn. Có kiếm giảm sao vô rồi là Cloud sấy ngon lắm. Là từ khắc đó nó khác liền à. Câu chuyện nó sẽ khác liền. Cái lúc mà bắt đầu thằng Cloud nó sấy ra gọi là giảm sao được đối phương rồi là mình sẽ thắng. Và đặc biệt là mình có thêm 6 con đặc nhiệm rồi cho nên là nó ngon rồi. Không có bị lỗ giống như bình thường hồi nãy nữa rồi. Con phải da sắp 3. Rafaela. Rồi. Lát nữa rảnh slot thì mình sẽ nhét thêm con cho hết vô. Thật ra thì cũng không cần con cho hết đâu. Con cho hết có cũng được, không có cũng được. Và bây giờ con cho hết nó bị thừa rồi. Và nói chung là nó là một con tướng 3 sao nó không có nhả cho hết cho nên mình cũng không cần thiết. Nếu như bạn thích thì bạn có thể bỏ cho hết ra, bạn giữ lại con Rafaela giống như hồi nãy cũng được. Nhưng mà giờ thì con Rafaela cũng không cần phải lên 3 bạn. Trong cái gian này thì những cái con giống kiểu Rafaela này, ít bóc này, là những con này không cần phải lên 3 sao. Để 2 sao cũng được. Vấn đề gì hết. Mẫu hơn kia con 13 này, con 18. Win bạn, game này chắc là top 1 với cái kiểu gọi là nhờ cái kiếm giảm sao nhé. Nhờ sự xuất hiện của kiếm giảm sao là mình lấy thiết bị nhân bản đi, để có gì nhân bản. Có ai chơi phép không? Không ai chơi phép nha, vậy thì không cần đồ phép. Lấy một cái đồ cắm chiêu đi. Không ai chơi phép thì không cần đồ phép. Rồi, Rafaela 3 sao. Chống slot rồi đó. Cloud thiếu 2 con. Phải ra chứ, phải ra 3 sao cho cặp này luôn. Đó, nó đứng phía trên nó tăng được bạn. Và đặc biệt là đội hình mình rất là nhiều con gây đam nha. Đây, mà thấy không? Rất là nhiều con gọi là 3 sao trong đội hình luôn. Một bầu trời 3 sao luôn. Cộng hưởng thì đẹp ha. Nếu mà có thêm thời gian á, mấy game mà nó còn nhiều mẫu á thì mình cái đội hình mình full vàng tướng này là 8 con, 9 con 3 sao là làm gì có cửa nào cho các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc nó chịu không nổi đâu. Chắc là team mình chịu không nổi đâu. À, bây giờ đặc nhiệm ra thì con Faiza nó có giáp ảo, nó đứng nó tăng, sau đó nó tăng xong rồi nó biến hình. À, Cloud thì nó sấy giảm sao rồi. Bên kia Tử Long đang gọi là 3 sao kìa. Bắn giảm sao Tử Long đi bạn. Sao không giảm được sao Tử Long à? Ờ kìa Cloud. Sấy giảm sao Cloud đi. Sấy giảm sao đúng rồi, giảm xuống còn 2 sao đi. Rồi Faiza bắt đầu nó tạt bạn. À, nó sẽ tạt được. Faiza pháo thủ mà. Rồi, nói chung là mấy bạn chịu không nổi. Câu giờ này tạc chậm nhưng mà tạc chất, thấy không? Bây giờ nhà mình là tạc chậm nhưng mà tạc chất. Nó là đất
cho nên nó sẽ trâu, nó sẽ trâu thì nó có băng băng thạch nữa thì chắc chắn là nó sẽ biến hình được. Nightclub. Thiếu thiếu mỗi mỗi đứa một ít nha. Quá trời tứ luôn mà thiếu thiếu mỗi đứa một ít này. Sai là thiếu hai con. Nếu mà nó ra hai con cloud mà mình uy tín này là mình thắng chắc rồi. Nhưng mà tại vì nó không phải cloud mà. Nên là chưa chắc kèo là sẽ thắng. Chờ phải dài đứng phía trên nha, phải dài đứng phía trên cho nó tăng. Chứ đừng không cần phải giấu nó phía dưới đâu. Cho nó đứng phía trên đi. Nó sẽ tăng được. Với cái băng thạch trên người nó sẽ tăng được. Bởi vì mình mới lắp đồ cho nó đó. Pháo thủ nữa. Nó tạt chậm, con bây giờ tạt chậm lắm, ngày xưa tạt nhanh, bây giờ tạt chậm rìa. Rồi vậy là chưa phải gặp thì mình có khả năng lên được thêm những con tướng ba sao nữa. À, thời gian càng trôi đi là đội hình tôi càng khỏe vậy thôi. Cloud mà ba sao thì mấy bạn no hớp, mà Cloud còn hai sao thì mấy bạn còn cơ hội. Thì team địch hãy còn cơ hội, nhưng mà Cloud lên ba sao là đúng kiểu no hớp luôn. À, vấn đề là nằm chỗ là ngoài của Cloud thì tôi còn con phải gia nữa kìa, còn con phải gia ba sao nữa kìa. Hai ông kia phải tự xử nhau rồi. Ôi thằng kia còn hai máu hả? Đấu sĩ à, đấu sĩ Tử Long giác đấu, đấu sĩ giác đấu Tử Long bị cái là mình, nó bị mình giảm sao đó, chứ mình không giảm được sao nó là mình thua đó không? Thế là không đủ à? Ra này sao đủ được? Trời ơi, một vàng tướng gần ba sao hết luôn này trời. Rồi thêm lượt hai lượt nữa là full ba luôn á, full một vàng ba sao luôn á, tiếc ghê. À, nếu mà thêm một lượt khoảng tầm một lượt đấu nữa thôi. Cho hết ba sao. Cờ lâu thì sau một lượt này nữa mình sẽ lấy được ô, mình sẽ vô mình lấy được ô, mình sẽ nhét con cho hết vô. Là đội hình mình gần full hết rồi. Mỗi đứa thiếu một con hai con à. Có một cái nhân bản mà không nhân bản được ai mà không nhân bản được. Nó không xuất hiện cái con còn lại để mình nhân bản luôn. Giờ cái vấn đề nằm chỗ là muốn thắng á thì phải giảm được sao con ấy xuống, giảm được sao con gọi là con Tử Long xuống. Chỉ cần giảm được sao con Tử Long thôi là thắng. Còn giảm không được sao Tử Long thì thua. Đó. Bây giờ Cloud nhiệm vụ là phải giảm sao Tử Long. Sấy làm sao cho Tử Long rớt xuống 2 sao là win à. Được không? Rớt không? Không rớt sao vậy thua. Không rớt sao là thua bạn. Nó đánh rớt sao thì mình còn có cửa thắng. Tại con Tử Long giác đấu mà nó 3 sao chọc chửi nói. Thôi chịu. Này bỏ tay, này là tại đen. Thật sự luôn, nói là tại đen thôi. Đúng là cái chuyện cái kiếm giảm sao ngày xưa á, sấy là chắc chắn rớt. Còn bây giờ nó sấy nó không rớt bạn. Mình chịu thôi, cái này nhiều lúc nó không có thể nào theo ý mình được ha. Nói chung là chỗ này mà nếu mà là ba con đặc nhiệm thì nó sẽ hay hơn, ba con robot đó thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà nó không phải. Đó là mình rớt tướng hơi đen nhé. Rất là nhiều con có khả năng lên bản sao, thêm một lượt thôi là chắc kèo là chắc có lẽ là sẽ có một con. Nếu mà cloud tôi 3 sao là tôi uy tín, cloud tôi 2 sao là đánh lại. Nên là nó còn bị thiếu một xíu, mà bên kia cũng hên ra đấu sĩ rồi giác đấu. Ổng vô Tử Long 3 sao nữa, ổng vô thế quá, xong ổng còn chơi cái con gọi là cấm chiêu nữa. À, chắc là tại cái cấm chiêu, nó cấm chiêu Cloud của mình hay gì á. Hay là nó cấm chiêu Rafaela, nhưng mà không cấm chiêu con kia được, con kia nằm trong robot, chắc là cấm chiêu Cloud, nên Cloud sấy nó không rớt sao bạn. Thấy nó rớt sao một đứa, rớt sao Matic. Sấy rớt sao Matic mà cũng Cloud, con Tử Long còn nguyên 3 sao luôn, đỏ. Ồ, sấy vô ngay góc 4-5 thằng mà sao cuối cùng không giảm được sao, giảm được sao Matic. Nếu mà nó giảm được sao con Tử Long mình win. Mình chắc chắn với bạn luôn, nó chỉ cần giảm sao được con Tử Long mình sẽ là người win chứ không phải là nó. Nhưng mà tại vì không giảm được sao cuối cùng mình thua. Rồi. Ok, đó là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho bạn ở trong cái kiểu chơi của pháo thủ và đặc nhiệm đi cùng với cả là con Tha skill 3. À, bạn chơi cái đội này thì không cần phải nút sớm. Bạn cứ roll từ từ bạn nút cũng được. À, mình tại vì mình phải lên tới tận hưởng cộng hưởng là 66 lần, cho nên nó sẽ chiếm khá là nhiều slot trong cái đội hình của mình. Là nói chung là bạn muốn chơi thì bạn phải roll nhiều để cho những con tướng kia nó lên cấp sao, nó dính vô cái cấp sao cơ bản trước đã, là nó có nhiều con 2 sao 3 sao đã, sau đó chúng ta mới có thể tận dụng được, chứ còn không anh sẽ không có tận dụng được nhé. Rồi ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn ở trong cái kiểu chơi ngày hôm nay. Bạn nào thích cái clip này của mình thì để mình một like, một subscribe, đăng ký kênh, nhớ bật chuông báo thông báo lên để nhận thông báo tới có ý tưởng nào hay thì bình luận phía dưới giúp mình để mình có thêm nhiều ý tưởng để mình làm trong tương lai. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.